Chelsea hoàn thành Kai Havertz, MU đừng bỏ lỡ Kingsley Coman. Sau màn trình diễn chói sáng của ngôi sao người Pháp trong trận chung kết Cúp C1 vừa qua, người hâm mộ Quỷ Đỏ kêu gọi Solskjaer và câu lạc bộ hãy ký ngay Kingsley Coman. Cầu thủ 24 tuổi đã ghi bàn thắng quyết định đưa Bayern đến chức vô địch Cúp C1 lần thứ 6 trong lịch sử. Với pha lập công này, Kingsley Coman được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Trước khi tỏa sáng ở trận chung kết tại Lisbon, Kingsley Coman được đồn có thể rời Bayern vào mùa hè này với sự quan tâm của Manchester United. Huấn luyện viên Solskjaer có thể đã nhắm đến Coman trong trường hợp thương vụ Jadon Sancho bất thành. Cũng vì lẽ đó, sau khi theo dõi màn trình diễn của người hồng Bayern, nhiều cổ động viên MU đã kêu gọi lãnh đạo câu lạc bộ hãy biến kế hoạch thành hiện thực, kết thúc theo đuổi Sancho và đưa Kingsley Coman về Old Trafford ngay trong mùa hè này. Coman ghi được 35 bàn thắng, tung ra 37 đường kiến tạo trong 187 lần ra sân cho tới nay, gồm cả thời gian từng chơi cho Paris Saint-Germain và Juventus. Tất nhiên, bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Paris Saint-Germain vừa rồi là bàn thắng để đời nhất của cầu thủ 24 tuổi. Nói về cậu học trò, huấn luyện viên Hansi Flick cho biết, có lẽ cuối cùng cậu ấy cũng đã thoát ra khỏi được cái bóng của Ribéry và Robben ở mùa giải này. Cũng trong sáng nay, tin tức mới nhất từ tờ Bild của Đức cho hay Chelsea dự kiến hoàn tất chuyển nhượng Kai Havertz có thời hạn 5 năm vào thứ 6 khi Leverkusen đồng ý với thỏa thuận 100 triệu euro. Theo nguồn tin này, Chelsea sẽ phải trả trước cho đại diện bóng đá Đức 80 triệu euro, 20 triệu euro còn lại sẽ nằm trong các tiện ích bổ sung, trong đó 10 triệu euro liên quan tới thành tích của The Blue ở C1 trong 5 năm tới. 10 triệu euro còn lại và tiền thưởng gắn với thành tích của Chelsea nếu họ vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup hoặc Cúp C1. Tờ Bild khẳng định, tất cả những gì còn lại ở thương vụ Kai Havertz là phần soạn thảo hợp đồng và ký kết. Kai Havertz đã ghi 18 bàn, 9 pha kiến tạo mùa này cho Bayer Leverkusen. Anh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí tiền vệ công trung tâm, tiền vệ cánh, thậm chí trung vệ. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trên thị trường chuyển nhượng trong các bản tin tiếp theo.